Đây là 5 van manifold được lắp đặt chung với cả miếng chân áp của Rossmount. Nó có các van xả để xả áp suất dư. Và đây là 3 van manifold cũng lắp đặt với cả miếng chân áp nhưng không có van xả. 3 van và 5 van manifold cần được đóng mở theo quy trình nhằm đảm bảo cả miếng chân áp của bạn không bị hư hỏng. Để mình ví dụ cho các bạn xem, đây là đồng hồ chân áp kèm 5 van manifold. Khi có 103 đưa vào cổng áp suất cao và 99.3 đưa vào cổng áp suất thấp thì đồng hồ nó hiển thị đồ chân áp là 13. Rất là đơn giản đúng không các bạn? Nhưng mà rắc rối nó sẽ nằm ở phía sau. Nếu như các bạn đưa 103 vào cổng áp suất cao nhưng cổng áp suất thấp chưa có đưa áp suất nào vào hết thì trên áp của nó sẽ là 103, dẫn tới là hư cái đồng hồ. Và 3 van và 5 van manifold được thiết kế ra để giải quyết vấn đề trên. Mời các bạn xem hình bên này. Đây, ngày xưa khi mà chưa có 3 van manifold để người ta dẫn áp suất cao và áp suất thấp, người ta dùng 3 cái van riêng lẻ này các bạn ha. Và với dùng 3 cái van riêng lẻ này á, thì là người ta sẽ có những nhược điểm như thế này. Thứ nhất là nó cồng kềnh các bạn. Thứ hai là nó dễ bị xì hở ha, nó nhiều cái điểm kết nối này các bạn ha, dễ bị xì hở. Thứ ba là chi phí khá là cao các bạn. Và thứ tư là nó khó vận hành, đôi khi mà mở nhầm là làm cho cái van bị hư ha. Thì chính vì cái lẽ đó mà người ta sẽ thiết kế ra 3 van manifold dạng như thế này các bạn ha, để mà giải quyết cái vấn đề trên. 5 van manifold thì sao? 5 van thì nó sẽ có thêm 2 cái van xả các bạn ha. Và cũng vì những cái nhược điểm đó mà người ta sẽ làm ra 5 van manifold dạng như thế này. Có nhiều thiết kế van manifold khác nhau, các bạn nhìn hình bên này. Và tùy theo từng ứng dụng cụ thể mà các bạn chọn loại van manifold phù hợp. Nếu như các bạn đang có nhu cầu mua van manifold và đồng hồ đo chân áp như hình bên này thì các bạn hãy liên hệ với Tâm theo số điện thoại mình để dưới phần mô tả nha. Các van manifold này cần phải được đóng mở theo một cái quy trình đúng. Nếu như các bạn đóng mở sai thì khả năng làm cho cảm biến của bạn bị hư hỏng hoặc là làm cho hệ thống của bạn bị nhiễm bẩn hoặc là gây ảnh hưởng đến người vận hành kế bên các bạn. Nếu bạn thấy video này hữu ích, các bạn hãy cho mình một like nha. Rồi chúng ta sẽ đi vào quy trình vận hành của 3 van manifold trước ha các bạn ha, và xíu nữa mình sẽ đi qua quy trình vận hành của 5 van manifold sau các bạn ha. Rồi khi mà cảm biến của bạn mới đưa vào vận hành thì 3 van này đều ở trạng thái đóng ha các bạn ha. Mình đưa cái hình này ở kế bên để cho các bạn dễ minh họa hơn so với cái van này ha các bạn ha. Đây là 3 van manifold mình để ở đây để các bạn dễ hình dung. Rồi bước đầu tiên là các bạn sẽ mở cái van cân bằng các bạn ha. Đây van cân bằng nó có hình màu xanh ở đây nha các bạn nha. Để mở van cân bằng để làm chi? Để cho cổng áp suất cao và cổng áp suất thấp nó luôn luôn bằng nhau các bạn ha. Rồi bước thứ hai là các bạn bắt đầu bạn mở cái van ở phía áp suất thấp nha các bạn nha. Và các bạn lưu ý là bạn mở chậm chậm thôi và kiểm tra có cái sự rò rỉ trong quá trình kết nối hay không. Nếu mà nó rò rỉ thì các bạn cần khó lại và khắc phục, và nếu mà nó không có bị rò rỉ rồi các bạn mở hết luôn cái van phía thấp áp ra các bạn ha. Và các bạn lưu ý nè, khi mà các bạn mở hết van phía thấp áp á, thì áp suất ở phía thấp á, nó sẽ chạy vào cổng áp suất thấp nè, đồng thời nó thông qua van cân bằng nó chạy luôn qua cái cổng áp suất cao các bạn ha. Và khi đó là cổng cao và cổng thấp nó bằng nhau và cả biết chân áp này sẽ hiển thị là bằng không các bạn ha. Và tại sao khi nãy mình phải mở cái van cân bằng trước? Nếu như khi nãy các bạn không mở van cân bằng trước mà các bạn mở cái van phía thấp áp trước á, là làm cho cái toàn bộ áp suất của phía thấp áp nó đẩy vào cái phía thấp áp nè, mà phía cao áp là chưa có áp suất ha các bạn ha. Khi đó là rất là dễ hư cảm biến các bạn ha. Và cũng đối với những cảm biến áp suất của Rossmount này á, là nó có thiết kế áp suất tĩnh rất là cao. Trong trường hợp này thì có thể nó sẽ không bị hư, nhưng mà nếu các bạn đang dùng với những cái đồng hồ đo trên áp á, là nó sẽ bị hư liền luôn nha các bạn nha. Các bạn lưu ý các bạn phải cẩn thận ha các bạn ha. Rồi bước thứ ba là các bạn khó lại cái van cân bằng. Khi mà các bạn khó lại cái van cân bằng thì áp suất ở phía đầu thấp áp á, nó vẫn duy trì ha các bạn ha, do cái van này được mở nè. Nhưng mà áp suất ở phía đầu cao áp á, nó vẫn được nhốt lại ha các bạn ha. Nó sẽ không có bị thoát ra đâu các bạn, nó bị nhốt lại bằng với cái áp suất phía thấp áp khi nãy bạn vừa mới đưa vào. Thì khi đó là phía đầu cao áp và đầu thấp áp này nó vẫn tương đương với nhau các bạn ha. Rồi bước thứ tư là các bạn hãy mở cái van phía cao áp các bạn ha. Sau khi bạn mở van cao áp thì áp suất cao được đẩy vào phía cao áp này. Và khi đó là đồng hồ của mình sẽ nó vận hành theo kiểu bình thường luôn luôn ha các bạn ha. Là nó đã đưa vào vận hành ok rồi các bạn. Rồi đây là quá trình quy trình để bạn đưa cái đồng hồ vào cảm biến vào vận hành. Vậy quy trình mà bạn tháo cái cảm biến ra để bạn kiểm tra như thế nào thì mình sẽ đi qua cái video này như thế này các bạn. Để mà tháo cái cảm biến ra, trước tiên là các bạn cần phải khóa lại cái van phía cao áp trước ha các bạn ha. Sau khi bạn khóa cái van cao áp thì phía thấp áp bạn vẫn còn áp suất dẫn vào ha, nhưng mà phía cao áp này của bạn là nó vẫn còn áp suất được nhốt ở trong cái đường ống cao áp ha các bạn ha. Là do đó hai cái bên này nó vẫn vận hành bình thường các bạn ha, nó không bị hư các bạn. Rồi bước thứ hai là các bạn phải mở van cân bằng. Khi các bạn mở van cân bằng thì áp suất ở phía thấp áp nó vẫn đi vào và nó sẽ làm cân bằng hai bên các bạn ha. Cân bằng hai bên thì cảm biến của bạn lúc này sẽ hiển thị bằng không các bạn nha. Rồi bước thứ ba là các bạn bắt đầu khóa luôn cái van thấp áp các bạn ha. Khi mà các bạn khóa cái van thấp áp thì phía áp suất thấp này và áp suất cao này nó vẫn cân bằng ha các bạn ha, và nó vẫn cũng giữ luôn cái áp suất trong cái đường ống này nha các bạn nha. Và bằng với áp suất thấp khi nãy bạn đưa vào. Thì để mà bạn tháo cảm biến này ra thì các bạn cần phải xả cái áp suất dư của cả cái đầu ống này nè các bạn nè. Đầu ống này vẫn còn áp suất nha các bạn nha.
Ví dụ khi nãy đường ống áp suất thấp của bạn 99,3 thì trong cái đường ống này nó vẫn là 99,3 nha các bạn nha. Và nếu như các bạn không biết mà các bạn mở ra là cái chất trong này nó phun ra nguy hiểm lắm các bạn ha. Cho nên là các bạn cần phải xả van trước. Bạn lưu ý nè, ba van manifold nó không có van xả ha các bạn. Và để mà vận hành trong ba van manifold đôi khi các bạn phải làm thêm cái van xả là nó bất tiện, cho nên người ta sẽ thiết kế ra 5 van manifold để có thêm cái van xả ha. Tiếp theo mình sẽ đi đến quy trình vận hành của 5 van manifold. Và nếu như bạn chưa đăng ký kênh của Tâm thì bạn hãy nhấn nút đăng ký ở dưới và nhấn nút chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Rồi bây giờ mình đi qua quy trình vận hành của 5 van manifold các bạn ha. 5 van manifold thì nó có hình dạng giống như hình bên này các bạn ha, và nó có nhiều kiểu khi như khi nãy mình giới thiệu với các bạn ha. Ở bên này mình để 5 cái van riêng lẻ để các bạn nhìn thấy được trình tự dễ dàng hơn các bạn ha. Thì ban đầu là khi bạn đưa cái cảm biến này vào thì 5 cái van này đều được đóng mà các bạn ha. Bạn lưu ý là bạn không cần phải kiểm tra thiệt là kỹ là 5 van này phải được đóng nha các bạn. Rồi bước đầu tiên là các bạn phải mở cái van cân bằng ra, quy trình nó gần giống như là ba van manifold nhưng ở đây nó chỉ có thêm hai cái van xả nữa thôi các bạn ha. Rồi bước thứ hai là các bạn mở chậm chậm cái van ở phía thấp áp và kiểm tra có rò rỉ hay không các bạn ha. Nếu không có rò rỉ thì các bạn mở hết luôn cái van phía thấp áp nha các bạn nha. Rồi bước thứ ba nó khác so với ba van manifold là các bạn mở chậm hai cái van xả này ha các bạn ha, để các bạn xả khí dư hay là xả những cái chất cặn cái gì mà có tồn tại trong cái van manifold ra để xem như là mình vệ sinh nó luôn đó các bạn ha. Sau khi rửa xong là các bạn khóa hai cái van này lại ha các bạn ha. Rồi bước thứ năm là các bạn khóa luôn cái van cân bằng các bạn ha. Khi bạn khóa luôn cái van cân bằng thì áp suất ở phía đầu cao áp nó vẫn được nhốt lại ha các bạn ha, nhốt lại như cái van ba van manifold khi nãy các bạn ha. Rồi bây giờ các bạn bước thứ sáu là các bạn mở cái van phía cao áp ra các bạn ha. Khi bạn mở van phía cao áp ra thì áp suất ở phía cao áp và áp suất ở phía thấp áp nó được đưa vào cảm biến trên áp và coi như cảm biến này đang là vận hành bình thường các bạn ha. Như vậy thì mình đã đi qua cái quy trình đưa cảm biến vào hoạt động, thì bây giờ quy trình mà mình tháo cảm biến ra để mình kiểm tra thì như thế nào? Ok, đây trạng thái vận hành bình thường của cái cảm biến trên áp ha, và 5 van manifold như thế này. Thì ba cái van van cân bằng và hai van xả đóng và van hai cái van cách ly ở phía cao áp và phía thấp áp đang mở các bạn ha. Rồi bước đầu tiên để mà tháo cảm biến ra là các bạn khóa hai cái van cao áp và van thấp áp luôn các bạn ha. Các bạn khóa cùng lượt luôn cũng được nữa nha các bạn nha. Hoặc là bạn khóa cái van nào trước cũng được, không vấn đề gì hết nha các bạn ha. Rồi sau khi khóa hai cái van này là các bạn cần phải mở cái van cân bằng ha các bạn ha. Khi các bạn mở van cân bằng để áp suất phía cao áp và phía thấp áp nó cân bằng nhau nha các bạn nha. Rồi sau khi bạn mở, lưu ý là sau khi bạn mở cái van cân bằng xong á, là các bạn cần phải mở hai cái van xả ha các bạn ha. Tại vì các bạn mở hai cái van xả để xả cái áp suất dư trong cái đường ống ra, trong cái đoạn hai cái đoạn này ra, thì khi đó bạn mới mới tháo cái cảm biến ra được ha các bạn ha. Và nếu như các bạn không có xả, không có chịu xả là bạn tháo cảm biến ra là giống như khi nãy á, áp suất trong cái đường ống này còn dư nó sẽ phun ra nguy hiểm các bạn ha. Sau khi xả lại các bạn khóa hai cái van này lại và các bạn lấy cái cảm biến ra bạn đi kiểm tra các bạn ha. Rồi đó là quy trình đóng mở 5 van manifold. Hy vọng rằng video này sẽ hữu ích đối với bạn, và nếu như bạn vẫn có câu hỏi thì bạn hãy để lại câu hỏi ở dưới phần bình luận nha. Ở các video tiếp theo Tâm sẽ nói về các phụ kiện như là male connector, switch adapter. Các phụ kiện này mặc dù rất là đơn giản nhưng mà nếu như các bạn lắp đặt không đúng kỹ thuật nó cũng gây ảnh hưởng đến hệ thống của các bạn. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Chúc bạn thành công.